Thưa quý vị, thời gian vừa qua liên tiếp các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị phát hiện và triệt phá. Và vào trưa ngày 12 tháng 5, tương hôm nay, thì cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt giữ một thanh niên quê Bình Thuận vì đã tìm cách cho nhóm người Hàn Quốc đội lốt chuyên gia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thông tin ban đầu, ngày 26 tháng 4, công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính một số căn hộ trên đường Trường Sa phát hiện 14 công dân Hàn Quốc hoạt động không đúng mục đích, xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam. Các đối tượng này cho biết từ đầu tháng 2 năm 2021 thì nhóm người này đã thông qua các trang quảng cáo trên mạng xã hội của Hàn Quốc liên hệ với một người Hàn Quốc là giám đốc công ty ở Việt Nam để làm thị thực nhập cảnh. Khách muốn nhập cảnh chỉ cần gửi ảnh hộ chiếu, hồ sơ, còn lại thì công ty lo các thủ tục khác. Khách sẽ trả cho công ty khoảng 2.500 đô la Mỹ. Sau đó thì người Hàn Quốc liên hệ với Nguyễn Trần Anh Tuấn là chủ sở hữu ba công ty đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo dạng chuyên gia để làm việc cho các công ty của Tuấn. Tuấn đã giả chữ ký và mượn con dấu của công ty để đóng vào hồ sơ bảo lãnh cho ba người Hàn Quốc. Vâng và cũng theo thỏa thuận này thì người Hàn Quốc sẽ trả cho Tuấn là 200 đô la Mỹ cho một trường hợp bảo lãnh nhập cảnh thành công. Và sau khi 12 công dân Hàn Quốc nhập cảnh thành công thì nhóm người trên đã chuyển cho Tuấn tổng cộng là 2.400 đô la Mỹ. Và trước đó ngày 7 tháng 5 cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.